The Black Panther 2 phải bỏ phim vì bê bối. Tài tử Tenoch Huerta thông báo rút khỏi dự án phim Fiesta en la Madriguera sau khi vướng cáo buộc tấn công tình dục. Theo Variety, Tenoch Huerta xác nhận không tham gia bộ phim Fiesta en la Madriguera do Netflix sản xuất. Diễn viên người Mexico đưa ra quyết định sau bị nữ nghệ sĩ saxophone Maria Elena Rios tố tấn công tình dục. Ảnh hưởng từ những tuyên bố sai sự thật của Maria Elena Rios khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui khỏi bộ phim Fiesta en la Madriguera, Huerta chia sẻ với Variety. Anh tiếp tục, tôi rất buồn khi đưa ra quyết định này. Dẫu vậy, tôi không thể để cho hành động của cô ấy tác động tiêu cực tới các thành viên trong ekip. Mục tiêu của tôi bây giờ đơn giản là tiếp tục hành trình khôi phục danh tiếng. Trước đó, trong bài đăng trên Twitter, Maria Elena Rios gọi tài tử sinh năm 1981 là kẻ săn mồi tình dục. Cô viết, thật khó để nói về hành động của một kẻ săn mồi tình dục. Anh ta được thế giới yêu thích chỉ vì đóng vai chính trong một bộ phim bom tấn. Ngoài ra, Rios chỉ trích Poder Prieto, tổ chức chống phân biệt chủng tộc ở Mexico mà Huerta tham gia, đang cố gắng che đậy vụ việc. Ngay sau đó, Tenoch Huerta đã phủ nhận cáo buộc. Sau phim Black Panther, Wakanda Forever khẳng định những gì nghệ sĩ saxophone nói là sai sự thật. Khoảng một năm trước, tôi đã hẹn hò với cô ấy trong vài tháng. Chúng tôi đến với nhau dựa trên sự đồng thuận từ cả hai. Có những người bên ngoài sẵn sàng chứng thực chuyện này. Chúng tôi luôn yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, sau khi dừng lại, Rios bắt đầu xuyên tạc về mối quan hệ của chúng tôi, anh giải thích.